Xin chào anh em, hôm nay là ngày 10 tháng 5. Em về vườn tiếp tục quay video để review về cái lô tùng tiếp theo để mở bán phục vụ anh em. Giờ em báo anh em là lô này là lô mới, chưa khui. Cái clip này là cũng 100 cây, nhưng mà đạt chuẩn thì giờ anh em chắc tập khoảng trên dưới 80 cây. Thì cái hoành trung bình là từ 50 hoành trở lên. Thì cái cách bán thì cũng như trước giờ, như trong những cái video trước thì em cũng nói là bán từ ngoài vô, em bán xô không có hàng nữa. Thì cái lô này thì cũng tiêu chuẩn là 80 cây tới giờ anh em. Đó, để em quay chậm từ đầu nhất tới cuối clip để anh em xem. Đó, từ đầu đến cuối thì cái quy cách cây thì hoành từ 50 trở lên, chiều cao cây là 4m, cái gốc là từ mặt đất lên là 80 phân. Em đã cắt đọt cách đây 4 năm, thì bây giờ đọt nó đã dựng đợi, nó đọt nó đã lớn to rồi, đọt to to giờ cái mặt cắt nó đã liền rồi. Để em quay cụ thể một cây cho mọi người xem. Đây là vị trí cái mặt cắt mọi người. Đó, thì cắt cây từ gốc lên 80 phần, cắt ngang cái đọt, dựng lại đọt mới này hoành nó cũng trên dưới 30 rồi. Đây, cái này cũng vậy, mặt cắt luôn liền này. Đây là cái mặt bên cho mặt sau của clip. Tổng cái clip này thì cũng 100 cây, nhưng mà để mà đặt chuẩn cho anh em thì sẽ tầm khoảng trên dưới 80 cây đây. Gốc to lắm anh em. Tôi bán được mặc dù anh em tò mẩy. Cây này thì cắt cái đọt hơi cao, chắc ngoài 1 mét, nên thấy cái nó cao, nó không có rút cành bằng mấy cái cây trồng. Bây giờ mấy cái tùng nó rất là rút cành, ở rút thân. Đây, vị trí mặt cắt nó đã liền rồi. Anh em quan tâm thì cứ gọi em số điện thoại 0975 433 336 để luôn phục vụ anh em trên mọi miền tổ quốc. Tuần là em mới bao với mọi người là trồng là cây là sống khỏe, bầu bứng đẹp, lên xe nhà xe uy tín giao về tới chỗ cho anh em. Em qua cái vị trí phía bên kia thì quay ngược lại cho anh em xem lại cái bên đây.
cái tùng thì nó cũng giống như những cái clip trước em đã quay cho anh em xem thôi. Thì đây là cái những cái clip em đã bán rồi nè. Tổng cộng là mỗi một clip là 100 cây thì 1 2 3 4 5 6 7. Cái clip em đang bán mà còn 40 cây bên kia là clip thứ 7. Là tổng cộng là em đã bán là 650 cây rồi đó anh em. Trong vòng từ sau dịch tới nay. Từ sau dịch tới nay là em đã bán được 650 cây trong cái lô này. Ở cái vườn này thì dự kiến đến khoảng cuối năm giữa năm nay là sẽ bán hết cái clip này, thì em sẽ đầu tư trồng lại. Phía xong em đã dưỡng tùng con này đó, đã ra rễ rồi mạnh này. Em cũng chiết từ cái cây giống này ra nè mọi người. Từ những cây này, những cái cành mà nó dư, nó to, nó dột thì em chiết xong rồi em dầm lại. Thì chuẩn bị em sẽ ra em trồng lại hết là những cái clip này, tái trồng lại cây vườn. Rồi mọi người thấy đây đó là cao lùng. Cao lùng thì em trồng cũng vài chục cây rồi, trồng chơi thôi, cũng chưa biết cái nguồn tiêu thụ nó là sao. Với giá thành nó cũng không, cái này cũng không hiệu quả nè. Đây, quay lại là sao mọi người xem cái lô tùng này. Khi mà mọi người cần thì cứ alo em, điện thoại 0975 433 336. Rồi, video cũng dài rồi, mình xin phép ngừng để ra lên cái xe cây cho ông anh ngoài Bắc Ninh. Rồi, xin phép chào anh em.